Những chi tiết anh em có thể tự kiểm tra xử lý trong khoang động cơ chúng ta đi xe, anh em nào cũng phải biết. Đầu tiên các bạn sẽ phải thay nước rửa kính. Đây, nước rửa kính anh em có thể tự thay được. Những cái nước rửa kính này phải kiểm tra nước rửa kính đó. Thì các bạn xem ở phần này, phần đây những cái chi tiết này, gần hết là anh em nhớ thêm nước rửa kính. Lọc gió động cơ các bạn có thể tự tay, rất đơn giản là các bạn lật đây, nó có những bậy này ra và các bạn có thể tháo ra và thay. Cái thứ ba đó là bình nước phụ. Bình nước phụ thì anh em nhớ kiểm tra và thay thế. Bình nước phụ tức là đựng nước làm mát thì các bạn kiểm tra và thay thế. Đấy. Thứ tư là bình ắc quy. Bình ắc quy này có thể mua ngoài, có thể tự thay thế được bình ắc quy. Đấy. Đây là dầu phanh. Dầu phanh các bạn có thể tự kiểm tra và thay thế dầu phanh. Cái quan trọng, cực kỳ quan trọng cuối cùng đó là nhớt. Kiểm tra nhớt động cơ, cái này các bạn sẽ phải tự kiểm tra trên mỗi một chặng đường dài, các bạn nên kiểm tra. Anh em rút cái này ra và lau sạch nhá. Để kiểm tra thì nên để động cơ tắt máy, để động cơ một lúc thì các bạn mới rút, mới bắt đầu kiểm tra. Lượng nhớt nó sẽ đến đây, đến chỗ trên trên giữa hai cái vạch này thì là ok. Đấy. Còn nếu như bị các bạn thấp hơn thì lúc đó bắt buộc phải thêm lớp nhớt ngay, hoặc cao quá cũng không tốt cho động cơ.